những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những đoạn clip mà một số trang mạng nước ngoài như là RFA, BBC Vietnamese hay Thời báo.d hàng ngày phát sóng nhằm xuyên tạc và gây rối tình hình ở Việt Nam. Còn theo một thống kê của Bộ Quốc phòng vào năm 2018, thì các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 trang báo điện tử, trang mạng xã hội mà các thế lực phản động thường xuyên đăng thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị Việt Nam. Báo cáo tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23 tháng 12 vừa rồi cho biết, lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa 50 trang tin điện tử mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link trên YouTube. Mục đích của những trang tin xấu độc này không chỉ gây mất lòng tin của nhân dân mà còn nhắm tới những động cơ xấu về chính trị, xúi bẩy, kích động, âm mưu can thiệp, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở nước ta. Thưa quý vị, không chỉ có các trang tin điện tử nước ngoài, một số quốc gia cũng đã đưa ra những báo cáo sai lệch về tình hình Việt Nam và chúng ta cùng đến với một tổng hợp sau đây. Báo cáo Freedom House hôm 5 tháng 11 về tự do Internet ở Việt Nam cho rằng Việt Nam không có tự do Internet. Tại khóa họp 41, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, EU kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Còn nước Anh thì cho rằng Việt Nam không có cái gọi là tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tháng 7 năm 2019, Anh và Canada đã tổ chức hội thảo quốc tế về tự do báo chí. Trong phiên về Đông Nam Á, nghị sĩ Graham đưa ra một xếp hạng sai lệch Việt Nam thứ 176 trên 180 về tự do báo chí. Cũng tháng 7 năm 2019, một số đối tượng người Việt đã lợi dụng hội nghị thúc đẩy tự do tôn giáo tại Washington để xuyên tạc tình hình nhân quyền trong nước. Mới đây nhất, liên quan đến vụ việc 39 nạn nhân người Việt tử vong trong một chiếc xe container ở Anh, nhiều trang mạng nước ngoài đã rêu rao rằng chính phủ Việt Nam không quan tâm đến bảo hộ công dân hay vu cáo chính sách của nhà nước không đảm bảo quyền lợi của các công dân trong việc đưa thi thể các nạn nhân xấu số về nước. Vừa rồi là những thông tin tổng hợp về những cáo buộc sai lệch, xuyên tạc về quyền con người và tình hình Việt Nam. Và câu hỏi đầu tiên, thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, ông có bình luận như thế nào về tính chất của những thông tin này ạ? Đúng như là bạn đã có một cái nhận xét, những cái thông tin này là đến từ những cái trang mạng lớn ở nước ngoài, chẳng hạn như là BBC, rồi RFA, rồi RFI, rồi là Thời báo.de. Thì những cái trang mạng này đó là hầu hết những cái thông tin họ đề cập đến đấy đều nhằm xuyên tạc chế độ xã hội, bôi nhọ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và đôi khi thì họ cũng đưa ra lấy lại một số thông tin trên đài, trên báo của Việt Nam để tạo một cái niềm tin đối với lại cái người dân. Nhưng đấy là một cái thủ đoạn, họ đóng vai người tử tế để cho người dân dễ tin được. Rồi từ đó đấy, họ nối vào những cái thông tin xấu độc. Vâng, thưa tiến sĩ, theo ông thì những cái thông tin ác ý và xuyên tạc này nhắm tới cái mục đích gì ạ? Tôi phải nói rằng mục đích cuối cùng của họ là hạ thấp cái uy tín của Đảng Cộng, hạ thấp cái chế độ xã hội của, cho chế độ của chúng ta là cái chế độ độc tài đảng trị, là cái chế độ mà không hề có tự do dân chủ và nhân quyền. Nhưng và không phải lúc nào người ta cũng công khai những cái mục tiêu đó, mà họ đi từng bước. Chẳng hạn như họ xuyên tạc một cái vụ việc, ví dụ như là họ nói là cái 39 người chết ở Anh ấy là do cái chế độ xã hội, là do sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước này. Mà họ không thấy rằng ấy, một trong những lý do quan trọng là những cái người ra đi bất hợp pháp này là nghe theo những cái lời xúi dục của những cái lực lượng là chống phá của chúng ta từ bên ngoài. Từ cái sự nhầm lẫn của cái người dân sống trồng cần sa ở Anh. Và đối với Việt Nam thì cái việc này là bất hợp pháp. Đã có một cái thời kỳ lịch sử, cái gì chúng ta nói nhân dân cũng là đúng, nhân dân cũng bao giờ cũng không sai,
Nhân dân bao giờ cũng là những người tốt, không hẳn như thế. Chúng ta là một cái xã hội đã trưởng thành, chúng ta có pháp luật, có hiến pháp, chúng ta phải căn cứ vào hiến pháp và pháp luật để phân định đâu là đúng, đâu là sai. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tiến sĩ Cao Đức Thái vừa phân tích, thì mục tiêu của các trang mạng nước ngoài, một số báo cáo của các chính phủ là không nằm ngoài mục đích tạo dư luận, tạo sóng để xuyên tạc, xúi bẩy, kích động, gây rối, rồi tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở nước ta. Vụ việc 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh hồi tháng 10 là một ví dụ. Không những không chia sẻ với những gia đình có người thân xấu số, mà chúng còn xuyên tạc, bóp méo chính sách. Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ quyền con người là ưu tiên mà tất cả các quốc gia đều coi trọng, đặc biệt là Việt Nam chúng ta. Xin nhắc lại rằng, ngay sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập, một trong những văn kiện quan trọng hàng đầu được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua là Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, quyền con người là giá trị phổ quát và tất cả người dân các quốc gia đều mong muốn quyền của mình được bảo đảm. Quyền con người có được như ngày nay cũng chính là thành quả đấu tranh của các dân tộc, trong đó có quyền dân tộc tự quyết là quyền được nêu lên đầu tiên trong hầu hết tất cả các điều ước quốc tế. Đặc biệt, với công cuộc đổi mới toàn diện mà Việt Nam tiến hành trong những thập kỷ qua, con người, nhân dân luôn được đặt lên vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách, hành động. Đây là những điều không chỉ người dân Việt Nam cảm nhận được, mà còn cả những người nước ngoài từng sống nhiều năm ở Việt Nam cảm thấy. Góc độ tiếp cận thông tin hay tự do Internet là một ví dụ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Đại sứ Palestine Sadi Salama, trưởng đoàn ngoại giao ở Việt Nam. Cũng xin giới thiệu thêm, Đại sứ Sadi Salama đã sống gần 20 năm ở Việt Nam. Vì thế, Ngài Đại sứ rất thông thạo tiếng Việt, và cuộc trao đổi của chúng tôi với Ngài Đại sứ sẽ thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thưa đại sứ sống ở Việt Nam đã gần 20 năm. Đại sứ thấy việc sử dụng Internet và tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam ra sao ạ? Đây là một cái câu hỏi rất quan trọng. Đối với Việt Nam, mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia, và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa, rất quan tâm đến là Việt Nam muốn trở thành bạn của tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình, các quốc gia sẵn sàng tôn trọng pháp luật quốc tế, các quốc gia muốn thúc đẩy cái mối quan hệ kinh tế và thương mại để phát triển những cái giá trị của con người chúng ta ở trên hành tinh của chúng ta. Vâng, Việt Nam cũng mới xây dựng luật tiếp cận thông tin, luật an ninh mạng. Sống ở Việt Nam nhiều năm thì đại sứ đánh giá như thế nào về các bước đi này? Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin và những cái thông tin để chúng ta trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết, đặc biệt về đất nước và con người Việt Nam và tình hình khu vực và tình hình thế giới. Tôi thì là một người luôn luôn theo dõi thông tin đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau, có những tin mới gì hoặc là có những cái sự phát triển gì, để khi giao lưu với mọi người thì ít nhất là kiến thức nền của tôi thì có đủ thông tin để tôi có thể trao đổi và có thể trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng và vững chắc. So sánh với một số các quốc gia khác mà đại sứ từng sống thì đại sứ đánh giá như thế nào về độ mở trong tiếp cận thông tin giữa Việt Nam và các quốc gia khác ạ? Tôi thấy là chúng tôi không có vấn đề gì cả. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ ở Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Những hình ảnh của chúng ta ảnh hưởng đến cái văn hóa của chúng ta, ảnh hưởng đến cái an ninh xã hội của chúng ta thì chúng ta cần phải đối phó với nó. Palestine cũng có một cái luật về an ninh mạng và chúng tôi có thể nghe rất nhiều người Palestine, người ta cũng có thể phản đối, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cái biện pháp
cần phải có để chúng ta bảo vệ những cái giá trị văn hóa của chúng ta và giá trị nguyên vọng của nhân dân, để bảo vệ cái sự riêng biệt của người Palestine trong cái khuôn khổ của cả thế giới của chúng ta, bảo vệ những cái thứ mà chúng ta cảm thấy nó sẽ bảo đảm cho mình một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và thì lợi ích của quốc gia thì bao giờ phải đặt nó trên hết. Và nếu mà Việt Nam cảm thấy cần phải áp dụng cái luật này để phục vụ cho cái sự phát triển của đất nước, cũng như Palestine, chúng tôi đã thông qua một cái luật an ninh mạng mà có thể có một số người Palestine người ta cũng không tán thành, nhưng mà đa số người Palestine thì họ rất quan tâm đến việc bảo vệ những cái giá trị văn hóa của dân tộc Palestine, bảo vệ an ninh của dân tộc Palestine, và không để cho những người mà muốn làm hại cái xã hội Palestine có những công cụ mà chúng tôi không chấp nhận được. Vâng, xin cảm ơn ngài đại sứ. Thưa quý vị, như đại sứ Palestine Sadi Salama vừa nhận định, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ dàng tiếp cận thông tin nhất thế giới. Từ mạng xã hội, từ Internet, thế nhưng báo cáo nhân quyền của tổ chức Freedom công bố hôm 5 tháng 11 lại cho rằng Việt Nam không có tự do Internet. Đây quả thực là một sự nực cười, một báo cáo phi lý và thiếu khách quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nhận xét về việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, hiện đang sinh sống và làm việc ở Singapore, đã đưa ra một so sánh. Việt Nam là một trong những quốc gia mà người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhất trên thế giới. Về tự do báo chí thì phải nói là Việt Nam khá tự do đấy. So sánh Singapore thì cũng không bị thấp hơn nhiều. Của ta thì các cái thông tin thì vẫn mang tính chất thời sự. Người dân thì rất dễ dàng tiếp cận trên mạng, và mà phải một điều ghi nhận, tức là chất lượng cũng ngày càng lên. Thưa quý vị, còn về phía người dân, đặc biệt là bà con công giáo, họ có hài lòng với cuộc sống của mình hay không? Chúng ta cùng đến với một tổng hợp sau đây của tín hữu Vũ Thu Hồng, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sáng, giáo xứ Tà Châu, Tổng giáo phận Hà Nội, ông Hoàng Văn Định, giáo phận Buôn Mê Thuột, ông Nguyễn Văn Thành, giáo xứ Xuân Tây, giáo phận Hưng Hóa, và linh mục Nguyễn Phước Hậu, chánh xứ nhà thờ Dòng Nhãn ở Bạc Liêu. Đảng và nhà nước rất là quan tâm, cho nên các người tín đồ không còn lo sợ gì cả, được thông thảm về phần xác, được thông dong về phần hồn, quan tâm đến mọi công việc, không thiếu một cái gì. Nhà nước quên, nhà nước quan tâm lắm, chúng tôi thích lắm. Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước mới được thành phố hỗ trợ, cho nên là cái đời sống nó khá lên. Cái người dân công giáo bây giờ đã làm được rất nhiều công việc rất đẹp, như thể hiện qua việc dồn đổi thửa, cho thấy cái hiệu quả nó quá đạt năng suất cao, cho nên người dân rất phấn khởi và tin vào cái đường lối của Đảng và nhà nước. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, Đảng và Chính phủ tạo chúng tôi có một cái niềm vui hạnh phúc ở trần gian này. Cái điểm son của tỉnh Bạc Liêu đó là giữa chính quyền với Ủy ban Đoàn kết Công giáo đó, rất thân thiện với nhau, cho nên trong cái việc phát triển mà về sống đạo, sống đời đó, hiểu nhau và phát triển rất là đồng đều. Thưa quý vị và các bạn, hẳn là những ý kiến vừa nêu đã giúp hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. Chính vì thế, việc các trang mạng nước ngoài đưa ra các cáo buộc xuyên tạc về tình hình Việt Nam, về các chính sách đối với người dân là những sự bịa đặt vô căn cứ. Việc một số tổ chức quốc tế, một số chính phủ đưa ra báo cáo nhân quyền sai lệch về Việt Nam cho thấy họ chưa hiểu hết về Việt Nam và đang có cái nhìn phiến diện một chiều về Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phân tích. Hai cái phiên đối thoại khi chúng ta trình bày về cái báo cáo về cái vấn đề bảo đảm quyền con người Việt Nam trong cái khuôn khổ của cái vấn đề là định kỳ, ra soát định kỳ phổ cập đối với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc tại Hội đồng Nhân quyền ấy, thì là đại đa số và tuyệt đại đa số các nước đều phát biểu đánh giá cao. Thế còn cái số còn lại là thiểu số, do thiếu thông tin hoặc là do vì những cái mục đích cá nhân mà họ nhìn rất tiêu cực, họ dựng lên những cái rất là bịa đặt. Tại đấy thì chúng tôi đã nêu là chúng tôi rất buồn cho họ khi họ phát biểu như vậy, rất buồn cho họ là họ phát biểu, và chắc là họ phát biểu do một những ai đó chuẩn bị, hoặc họ chuẩn bị mà họ không biết gì đến thực tế của Việt Nam. Cũng xin khẳng định lại rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm chăm lo phát triển con người. Và chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của ông John Hendra, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2011. Ông khẳng định là Việt Nam đã thực hiện tốt việc phổ cập các chính sách về quyền con người, thực hiện bảo vệ quyền con người hài hòa hóa với các lĩnh vực khác.
Việt Nam là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước về chống bạo hành phụ nữ và quyền trẻ em. Đó là một phần quan trọng trong việc xây dựng quyền con người. Còn nhớ năm 1998, theo lời mời của chính phủ Việt Nam, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo đã tới Việt Nam. Trong báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ theo quy định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cam kết sẽ thực thi các quyền về tự do tôn giáo. Thêm nữa, việc Việt Nam mời thêm các báo cáo viên đặc biệt nữa vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực sẽ tạo điều kiện để thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam. Những ý kiến của các vị khách mời vừa nêu đều khẳng định hiện tượng lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, từ đó tính kế lâu dài, âm mưu can thiệp, lật đổ chế độ chính trị nước ta ngày càng gia tăng. Và người dân đừng cả tin, đừng mắc bẫy thông tin trước những kẻ xấu, trước những báo cáo sai lệch như vậy. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông, Internet với các mạng xã hội như Facebook, YouTube, website, blog, biến thành công cụ để bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, đổi trắng thay đen, dựng chuyện, phao tin đồn nhảm, gieo rắc tin giả trong lĩnh vực nhân quyền ngày càng phổ biến. Nhận diện, cảnh giác và ngăn chặn những thông tin xấu độc này là điều hết sức quan trọng. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với cuộc trao đổi với tiến sĩ Cao Đức Thái, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, hiện đang có cái hiện tượng đánh đồng những người hoạt động nhân quyền đích thực với những người lợi dụng chiêu bài nhân quyền để gây mất an ninh trật tự, chống nhà nước nhằm tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vậy theo tiến sĩ thì cần nhận diện những ý đồ xấu này như thế nào ạ? Những cái tổ chức mà tự xưng là nhân quyền độc lập, rồi là nhà báo độc lập, đấy, giả danh ấy, đều là những cái tổ chức ma, là những cái tổ chức phi pháp. Chúng ta chỉ có những cái hoạt động và bảo vệ nhân quyền, đấu tranh và trên lĩnh vực nhân quyền nằm trong các cái tổ chức chính trị xã hội. Thế thì chúng ta cần phải nhận thức cho nó rõ cái vấn đề đó. Trước hết thì chúng ta phải có một cái sự khẳng định những cái chuẩn mực nhân quyền. Những chuẩn mực nhân quyền ấy thì đã được quy định tại hiến pháp và các cái bộ luật. Hiến pháp 2013 của chúng ta đấy mới thông qua đây và đã dành cả một chương nói về quyền công dân và quyền con người. Ở trong đó đấy thì đã có nhiều quy định bao quát tất cả các cái quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Tôi muốn lưu ý rằng là trong những cái quy định nói trên ấy thì có quy định đâu là quyền, đâu là những cái hạn chế quyền. Chẳng hạn như là đối với lại một cái số quyền tự do thì người dân hoặc là bất cứ ai cũng không được xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích của những cái người khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin nhắc lại rằng chính phủ Việt Nam luôn đón nhận những quan điểm khác biệt và tôn trọng sự góp ý của cộng đồng quốc tế. Nhưng Việt Nam không chấp nhận một lối tư duy đội lốt phản biện để phủ nhận sạch trơn những thành quả, những chính sách đã được người dân ghi nhận. Đây là điều không thể chấp nhận và chúng ta hãy nghe ý kiến của kiều bào Hồ Ngọc Thắng đang sinh sống ở Đức bình luận về hiện tượng này. 39 người thiệt mạng khi nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh là một thí dụ điển hình gần đây nhất cho việc phát tán những thông tin sai sự thật để nói xấu chế độ, để gây phẫn nộ trong dư luận. Những người ra đi trong trường hợp này chủ yếu là vì mục đích kinh tế, họ muốn kiếm tiền. Nhưng những kẻ xấu lại nói rằng họ ra đi vì hoàn cảnh, họ bỏ đất nước vì khó khăn, vì bị đàn áp. Theo tôi, mọi người nên thận trọng và cảnh giác khi tiếp cận với các thông tin trên mạng xã hội, phải nắm bắt chính xác bản chất vấn đề trước khi trình bày quan điểm của mình. Theo quan sát của tôi, trước thềm Đại hội Đảng Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí đang hung hăng hơn bao giờ hết để vu cáo, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với
chương trình phát triển hiện nay của đất nước. Vâng, như ý kiến của kiều bào Hồ Ngọc Thắng vừa phân tích thì mỗi người dân chúng ta cần tỉnh táo và trang bị cho mình đầy đủ thông tin để không bị các trang thông tin nước ngoài dẫn dắt, xúi bẩy, không để những báo cáo sai lệch gây lung lạc niềm tin. Nhà báo Bảo Trung, Phó trưởng phòng Thời sự Tổng hợp, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phân tích. Tôi nghĩ rằng là nhân dân thì cũng phải nhận rõ đây là một cái nguy cơ thực sự, cái nguy cơ mà tấn công bằng thông tin. Là nhà nước Việt Nam đang đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu về thông tin của nhân dân. Như là ví dụ như ngay gần đây nhất là ví dụ cái câu chuyện về sách trắng quốc phòng. Sách trắng quốc phòng thì cũng rất là được kịp thời là công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đấy là những cái điều mà tôi thấy rất là tích cực. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái ạ, với câu chuyện mượn cớ nhân quyền, xâm phạm quốc quyền, việc giúp người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước là rất quan trọng. Nhưng mà việc thực thi các chính sách nghiêm minh, xây dựng nhà nước pháp quyền, giải quyết tốt hơn những vụ khiếu kiện, không tạo cớ để các thế lực xấu mượn gió bẻ măng cũng rất là quan trọng. Ông nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Hiện nay thì chúng ta đã có nhiều cái bộ luật liên quan đến cái thông tin, liên quan đến mạng xã hội. Chẳng hạn như luật báo chí, gần đây là luật và nghị định về quyền tiếp cận thông tin. Điểm thứ hai là chúng ta cần phải làm sao đưa được những cái bộ luật ấy vào trong cuộc sống. Mà chỉ khi nào chúng ta công khai minh bạch hóa các thông tin thì mới làm cho người dân tin tưởng. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Cao Đức Thái, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được nhắc lại rằng kể từ khi Hiến pháp 2013 được thông qua, Việt Nam luôn chú trọng cải cách pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách với việc ban hành sửa đổi, bổ sung hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến quyền con người. Và mới đây nhất, ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều quy định mới bảo đảm tốt hơn quyền của người lao động, cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế quan trọng của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Đây là những ví dụ mới nhất khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đảm bảo quyền con người, tôn trọng quyền sống và lợi ích của người dân. Hãy tìm hiểu rõ, hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Đừng nhẹ dạ, đừng mắc bẫy thông tin của những kẻ xấu